Mở đầu clip là video gấu con bị mẹ tát mông vì bướng bỉnh đi chơi không chịu về nhà ngủ. Gấu mẹ đã cố gắng thuyết phục gấu con ngừng chơi, về đi ngủ, thế nhưng gấu con ương bướng vẫn không nghe lời mẹ, cứ đi lang thang kiếm lá tre. Ban đầu gấu mẹ vẫn cố gắng dỗ dành để đưa con về nhà, nhưng gấu trúc con vẫn mãi chơi, không chịu, dỗ nhẹ không nghe, khiến gấu mẹ bực mình, tát mông gấu con một cái, rồi gấu mẹ bỏ về một mình. Đã không biết bơi mà cứ hay ra vẻ quá à. Cả ngày chỉ mỗi có ăn với ẻ thôi mà cũng biết kiếm chuyện để báo cha báo mẹ quá con ơi. Cũng may cái bể bơi nhà mình nhỏ đấy, chứ mà nó sâu thêm phát nữa thì thân sinh cũng bất lực. Chưa tới già nghe chưa, không phải tuổi ngọ mà sao ngựa quá à. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi trời ơi, thôi ôi tôi sợ lắm, thôi tôi không quay lại, thôi làm đi tôi không biết. Bất ngờ chưa ông già, đỡ thế nào được. Chắc cũng hành em nó lên bờ xuống ruộng dữ lắm nên phải tạo phản thế này chứ gì. Bất ngờ chưa bà già, héo luôn bà già. Á đù, đi đâu đấy anh Sai ơi? Ảo mà Canada thế nhờ. Ban ngày ban mặt mà đòi bỏ nhà đi bụi thế kia à. Cũng may là bố mày nhanh trí, chứ không chắc trôi bà nó sang tận đẩu đâu thì tèo. Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai, chụp nhìn anh rất lâu, anh chẳng biết sai, đợt này anh không nhận ra. Ủa trời ơi, cẩn thận anh Sai ơi, chưa gì mà đã lái như tẩm đá thế này thì không ổn đâu nha. Mới sáng ngày ra mà đã có pha lái xe lao thẳng xuống lòng đất. Ấy nhầm, lòng hồ như này thì cả ngày bao su cà na luôn đấy nha. Đi với chả đứng, chán thật sự. Chuyến này vợ nó không cho xách ba lô lên và đi mới lạ đấy, khổ lắm cơ. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mày đi. Á đù, báo thủ mini manh động quá à. Đừng có làm cha mẹ khổ con ơi. Người ta bảo chó nó thông minh lắm, mà sao tới mình nó lạ ghê. Nuôi một thời gian không đau tim cũng thành đau chứ đùa. Cạn lời luôn. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Bất ngờ chưa ông bà già, nước đi này ngờ thế nào được. Quá nhanh quá nguy hiểm, không một động tác thừa luôn. Xung quanh toàn là nước ê. Chạy nhanh kẻo cuốn banh sáng luôn, không phải nói để đùa đâu nha. Ôi trời ơi, toàn là nước ấy, cơ thể anh đang bị ướt ấy, mênh mông toàn là nước ấy, em anh như chưa từng trước đây. Oh no. Khi bạn sinh ra đã là con ghẻ của tạo hóa, đi làm mưu sinh thôi mà sao cái số nó đen hơn chị dậu. Mẹ nó tức, bỏ việc, bố mày không làm nữa. Gì nữa đâu mà khóc với chồng. Nice. Trời ơi, trời ơi. Chưa thấy cuộc sống nở hoa nhưng thấy cuộc đời khá bế tắc rồi đấy. Quả này mà gặp ông nào bị trĩ thì lại ối dồi ôi luôn. Bởi vậy mà người ta mới có câu ăn trong nồi, ngồi trong hướng đây. Cũng muốn làm giang hồ sớm, đua xe bo cua cho bằng bạn bằng bè, mà cái định mệnh nó cứ bị làm sao ấy. Tông Phát muốn ngớm liệm, ai lau kính mà sạch quá rồi đấy nha. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chuyến này thì xa bờ thật rồi mấy bác ạ. Thôi thì bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Được thì làm, mà không được thì làm, chưa biết nói gì lúc này nữa. Su cà na thật sự. Rồi mày xong rồi. Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ cười. Cười vì anh vô tâm, cười điều đơn giản lắm. Trong môi em anh cũng tắt nụ cười. Ô kìa, anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu à? Đâu, anh đánh rơi cái gì kia kìa. Rơi cái gì chứ, rơi cái này thì tôi cũng chịu ông anh luôn rồi đấy. Tưởng mình đang trên đường đua F1 hay gì. chú voi con ở bản đồn, tôi nhớ là cu te hột me lắm. Mà sao chú voi này hỗn quá ta, tính nóng như kem luôn. Cũng may là ông anh này nhanh chân, chứ không thì hút cho phát là liệm luôn. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.